Ui chết rồi, ông cái này cũng gỗ mà ông bị chắc ông bị phạt rồi. Ông phạt rồi, ông bà đấy củi phạt rồi. Ông chặt đi như công đi đi đi. Ông bị phạt rồi. Ông phạt rồi đấy. Ông phạt rồi, ông phạt rồi. Bây giờ thì đi. Ui đi đi. Ui đấy. Đâu? Ui ui ui. Ui ui. Ui rắn đi rồi. Ui ui. Ui rắn trắng rồi mọi người. Rắn trắng, rắn trắng, rắn trắng. Thật rồi, rắn trắng thật rồi. Rắn trắng thật. Đâu rắn đâu, rắn đâu, rắn đâu. Rắn đâu. Ôi, anh em ơi. Đây là năng bộ hiền sư đấy. Hiền sư đây là trước kia là người dân thì đã từng gặp những con rắn trắng xuất hiện. Mà nó to hơn này thì mình chưa giờ mình nghe thấy cả nhưng mà mình chưa thấy cả con này. Bắt ngang đây và tôi vấp vào người đó mà. Vậy hả? Ừ, tôi vấp vào người đó, tôi ngã vạch tôi phát ra đây mà. Vác cái củi đây anh. Đây vác cái củi, tôi bảo lấy cái củi này về gầy gầy cắn đoạn này. Đấy, tôi bảo lấy lượng cái củi này. Hay là cái dây này đây. Không không. Mày vấp cái dây tưởng tượng rắn đi. Dây thì vấp sao mà ngã được. Ui nha, đi ba tim. Đi ba tim thử nào. Thiêng lắm. Ừ, đây là mộ của thiền sư. Tôi hãi lắm. Ui chạy nhanh thế nhỉ. Đây là năm mộ thiền sư. Đây. Lúc là người dân ở đây thì hay gặp những con rắn trắng ở đây mọi người nhá. Anh em mình nay mùng 2 đây. Nay mùng 2 đầu tháng này. Mọi người xem. Đấy thượng tọa. Thích thanh kim ấy, con nhà Phật đấy, mộ ở đâu năm lắm đấy, ngoài này ngoài này trong mộ thiền sư có một mộ gì đấy, ở ngoài này cũng có một mộ đấy rồi, mai cây tối đặt ra cái gì đấy, ôi sao đợt này biết cây gì đây nhỉ, cái mùa này cây nó xuống lá ấy, cẩn thận anh em nhá, nguy hiểm lắm, lấy củi này, tôi lên đây lên lấy củi này. Đây lại còn kia mũ vỡ nữa này. Đây có mũ vỡ. Mũ cổ đấy nhỉ. Mũ cổ rồi. Ui, cây đấy. Che cây, che mũ luôn mọi người này. Mọi người thấy không? Như đây có cây nó chỉ che, nó chỉ mũ cổ đi. Nó chỉ có mát đấy nhỉ. Ừ. Nhưng vừa gặp ở đây xong đúng không? Gặp ở đoạn kia kìa, đấy. Xong thấy đâu nhỉ? Hả? Hay là rắn canh mũ chuẩn chứ? Hay là rắn canh mũ thật chứ, bởi vì lý do ở đây là... Hay là mùng 2 các ngày về thôi. Đầu tháng mà. Cây khác nhau. Cây rắn này. Cái lọ nó bó cái kia xuống cũng là hoàng hoàng nhỉ. Rồi để ý. Chứ anh nhiều thật đi, dân ở đây nhiều thế nhỉ, cứ vào đây lấy củi nhỉ. Ờ thì thấy ở trong này nhiều củi khô ấy. Thì định vào lấy một ít về gầy lồi tắm cho lợn ăn đây, cho heo ăn đây. Ừ. Tiếp em những đồ này em không dám dây vào đâu, sợ lắm. Không, cái củi giả thì mình không bịch ngội gì thì có sợ đâu. Mình không bịch ngội gì liên quan đến các ngài, các thần thánh gì. Đây là đây là kia mộ vỡ rồi. Đấy hả? Tại đây nữa này. Đây, cổ. Người ta đào thì vỡ rồi này. Ừ, cái đào. Vừa nãy bên kia cái, đây là cái này. Hòa thượng. Hòa thượng à? Mà mấy lần anh em đến này chưa thấy con trắng nào. Hòa thượng này. Ừ. Để có ủ này. Hòa thượng luôn này. Đấy, vậy còn một cái ngôi mộ này thất lạc ở đâu đấy đi. Vỡ rồi thì bỏ. Đúng không? Kia là thượng tọa, cái đây là hòa thượng hả? Rồi, hòa thượng. Đây vậy là một khu luôn. Ừ, một khu rồi. Ừ, khu này chuyên lắm. Chuyên này cải táng các vị sư thầy rồi. Cổ kim từ ngày xưa đến giờ mọi người. Đấy. Từ đứng lên xa mà quay toàn cảnh cái khu. Lâu năm lắm rồi. Không biết không? Thì cái khu mộ của thiền sư này nó vòng quanh cái gò đất rất là cao, càng rất là khu vực này. Và cả một cái cánh giữa cánh đồng luôn. Giữa cánh đồng này chỉ có một cái gò này để coi như này. Chôn các vị thiền sư hoặc các vị thượng tọa. Đây nó xòe đúng một bàn tay ấy nhỉ. Ừ. Ờ như một tay Phật ấy nhỉ. Đúng không? Ừ. Xòe đúng một bàn tay ấy. Đây này, cây này hình dáng này. Người tưởng tượng có giống một cái bàn tay không? Năm ngón này. Đúng năm ngón luôn nhỉ. Ồ kinh nhây. Quá sợ hãi luôn này nhỉ. Không thấy đâu nhỉ. Ừ. Khả năng là nó chui vào lỗ rồi. Khả năng là hay nó chui vào lỗ rồi. Lỗ. Đây có người đây này. Đâu đâu. Đây. Đâu đây như đâu 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 đây như không sao đây như hoa mắt ở đây như đây cũng gỗ mà
Ôi nhìn có chăn mã đây chứ. Ôi cái khu gỗ này mà hôm nay ông bảo có chăn này. Đây chăn này chứ. Chết rồi, ông cái này khu gỗ mà ngày ông bị chắc ông bị phạt rồi. Ông bị phạt rồi, ông bảo đấy củi ông phạt rồi. Có chăn đây như công đây đây chứ. Ông bị phạt rồi. Ông phạt rồi. Ông phạt rồi, ông phạt rồi. Sao không ạ? Chỗ này khu gỗ mà kia. Khu gỗ mà. Có chăn mà. Khu gỗ, khu gỗ, khu gỗ. Ôi, chết rồi. Cái gì mà có chăn mà? Chết rồi, ông này bị ông anh nhìn thấy nó kia. Đưa rồi. Cái như con chăn đang là dãy nằm ngang như công. Ông này bị đưa rồi, đây là khu gỗ. Nằm ngang đây chứ. Ui, đưa rồi. Đây này, cái đầu nó lặm đi, đây đầu này. Kinh quá. Chắc con này không nhìn thấy ạ? À? Chết rồi, kiếm cành dâu mà hồi hồn này về đi, ông này mất hồn rồi. Sao con không nhìn thấy ạ? Nó to như này mà con không nhìn thấy ạ? À? Mất hồn rồi. Ông này mất hồn rồi mọi người. Chết rồi con sao vậy? Không, đây chỉ là khu gỗ thôi. Anh tỉnh táo này đi. Tỉnh táo này đi. Còn chăn thì có chăn như chăn một chăn đấy, khu gỗ đây mà. Khu gỗ rõ ràng này như. To như thế này mà con này mà bảo chăn. Khu gỗ rồi. Này. Nãy giờ ông tưởng tượng không đấy, ông vào ông đấy củi tưởng tượng này. Ông vào ông đấy ông tưởng tượng này. Thế làm gì có rắn. Đây là khu gỗ ngoằn nghèo nghèo mà. Khu gỗ nó ngoằn nghèo này, ông bảo ông tưởng tượng nó có rắn này mọi người. Có rắn to như thế mà cơ. Mà anh trai nhìn anh thấy như nào? Đây nó con mọc có rắn này chứ, to mà rắn. Không phải có rắn đâu. Không thử nào sao nó có sao. Đây như, nó chỉ là khu gỗ thôi mà. Rắn to thế nhỉ, sao mà công thì bảo là khu gỗ nhỉ, khu gỗ. Khu gỗ hay vậy? Khu gỗ mà ông tưởng tượng nó có rắn trắng này mọi người. Khu gỗ vậy? Rắn gì cứng cái này? Rắn gì mà cứng thẳng luôn vậy? Ô hay vậy? Chết rồi mọi người. Khả năng là... Không, hôm nay ông vào lấy củi ông bị phạt rồi. Lấy củi ông phạt rồi. Rắn to thế mà sao công thì... Sao lại vậy? Rõ ràng tôi nhìn thấy là có rắn này nè. Đấy nó vẫn đang một trời này. Nó uốn thế này. Đâu? Bây giờ chỉ kiếm. Ui cái gì đây? Ôi đấy, đâu? Rắn đầy như ui, 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 rắn đi rồi. Ui, ui. Rắn trắng rồi mọi người. Rắn trắng. Thật rồi, rắn trắng thật rồi. Ui, ui. Đúng không? Đấy như. Ui, đúng rồi. Này. Kinh khủng chưa? Kinh thế. Mọi người. Ui. Ui, cẩn thận đấy anh em. Chỗ này nó xuất hiện đây vậy. Ui này xuất hiện một rắn trắng chắc này một tháng xuất hiện một rắn trắng đây rồi mọi người. Ui to thế. Ui rắn trắng khổng lồ luôn này. Ui trước mộ thiền sư luôn. Trước mộ thiền sư chào trước mộ thiền sư luôn. Anh này nó quấn hình chữ luôn kìa. Ui này. Quấn hình chữ nho đây. Đúng hình chữ nho luôn nhỉ. Ui quấn này. Ui lưỡi kìa. Ui lưỡi kìa. Ui giời ơi có rắn trắng kìa. Ui. Ui mọi người. Sợ chưa anh em ơi. Em kinh chưa này. Ui. Ui. Kìa. Ui. Ui này. Ui lần đầu tiên được thấy cái trắng, rắn trắng to thế nhỉ. Chưa bao giờ mình thấy con rắn. Ui dưới bụng kìa ao ao. Ui trời. Một cái kỳ nạ nhỉ. Kỳ nạ thế nhỉ. Không người đâu. Đây. Ui giờ xem này. Ui nhây. Kinh chưa. Hồng rực luôn nhỉ. Hồng rực luôn nhỉ. Điên bẻ cái cảnh này đi chứ không chọc vào mắt. Cảnh khô đấy. Ui kỳ. Ui cứ xoắn đấy vậy nhỉ. Ui cứ xoắn đây này. Hay là rắn ngải đấy anh em. Này. Lưỡi lưỡi kìa. Ui lưỡi nè kìa. Lưỡi nó màu gì anh em, màu trắng này. Lưỡi màu đỏ. Lưỡi màu đỏ. Ui khóa này, tự bò khóa người lại này. Kinh chứ nhỉ. Ui đấy đấy đấy, thấy không? Ui anh quay từ dưới này nhìn cái mồm ghê cơ. Ghê đấy. Mọi người xem. Kinh chứ. Ui đấy mọi người nhá. Thì đây. Thế ông Dương bảo này lấy củi coi thế là ông đã gặp con bạch trà này thì anh em tới coi thế là hiện tại là giờ nó đang cuốn ở đây. Mình không hiểu là vào dòng bắn tâm linh hay là cái gì nữa. Đại khái đâu kia ông nhìn cái nhìn chậm ông nhìn, ông nhìn một cây củi mà coi thế đâu, ông cứ bảo là con rắn mà đây đúng thật sự con rắn trắng này rồi. Thế cái kinh khủng chưa, nhìn mình chậm nhìn to lắm mọi người thấy không, rắn to lắm. Mình quay sát cho mọi người xem, ông bảo rắn nhuộm rắn nhức này ra thấy không, nhưng mình quay sát luôn nhá. Ui kinh chưa. Ui giời, ui rắn to thế chứ. Ui, ông kiếm đâu rồi không? Kìa. Ông kiếm đâu rồi? Ủa anh ạ. Ông bị sao vậy? Ui. Ok, cứu. Ông bị sao vậy? Anh ơi. Ui, anh ơi. Ui. Ông bị hành. Ui chết rồi, ông bị hành rồi. Ông bị hành rồi mọi người. Anh ơi. Sao vậy? Chết rồi, vào đây lấy củi bị hành rồi. Tính ra anh ơi. Lại dẫm vào cái gì rồi? Ui, không phải. Ông này ông vào lấy củi đây, cái này còn biết con rắn này. Chắc này ngày về đây rồi. Ngày về đây mà ông đến đây ông lấy củi phạt rồi. Ui ôi, chết rồi.
Bây giờ sao rồi anh em? Hả? Sao rồi?